tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết, sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem video nhé. Vâng, chào các bạn. Trong những video trước mình đã chia sẻ với bạn cái cách tiếp thị liên kết với CiVI. Trong video đầu tiên, đăng ký rồi cách đăng bài lên những mạng xã hội, đăng bài lên trang blog. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với bạn một cách để đăng bài lên đăng banner lên website và blogger. Thì đầu tiên bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản CiVI. Bạn sẽ lựa chọn một cái chiến dịch nào đó. Ví dụ như viên tăng cân đi. Đây là 600 ngàn hoa hồng. Đây, bấm vào lấy liên. Thì hôm nay mình sẽ không đăng bài mà mình sẽ chọn cái phương án là lấy banner, dán lên website và blog. Đây, ví dụ như đây, sử dụng hình ảnh bên đây, bên tay phải nè, là bạn sẽ chọn một cái kích thước là 200 hoặc là 200-250 là 325. Còn cái ngang này thì bạn nên chọn là banner có kích thước là 900-280 hoặc là 970-90 cũng được. Đó, nhìn đẹp hơn. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán lên website đi. Đây, ví dụ như cái này là không có gì đúng không? Mình sẽ qua quản trị website trước. Rồi, mình sẽ đăng nhập vào. Rồi, mình sẽ vào cái giao diện là bolero. Rồi, thì đây nó sẽ nằm ở size 3. Còn những cái kia thì nằm trên chỗ này nè, 1, 2, 3, 1, 4 nè. Đây, ví dụ như con bản nè. Đây là cái Facebook. Đó. Rồi, bạn có thể là thêm đây, mình sẽ qua cái website đi. Đây, chưa đoạn này còn chấm, chưa có gì. Mình sẽ thêm vào đây. Đây, mình vào quản trị. Sẽ quay lại đi lâu. Đây mình sẽ thêm cái văn bản và HTML cũng được, văn bản thêm. Đây mình sẽ lấy cái banner bên đây là 250-250 đi, hoặc là 325, thì lấy 250-250 đi. Đây bạn sẽ copy cái mã này, lấy mã nè, đó, sao chép. Rồi bạn sẽ qua wallet, bạn dán vào, bạn nên dán vào chữ văn bản nha, rồi qua trực quan nè, đó hình ảnh nổi lên. Rồi bạn sẽ cho nó nằm ở đâu, size 3, chọn là đây kích thước chỗ nào bao nhiêu, đây thứ nhất là 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, bạn sẽ chọn vị trí số 8. Rồi bạn sẽ lưu lại. Rồi, bạn sẽ ra cái website, các bạn bấm
cho những hình ảnh mình nó hơi nặng nên nó quét xa chạy hơi chậm trước. Đây, đó, đây là cái banner bạn vừa dán vào, đó, chưa, trời đẹp không? Rồi, tương tự vậy mình sẽ dán ở chỗ này, cái này là 1, 2, 3, đây, mình sẽ dán size lên size 5. Này có chưa? Tao rồi. Đó. 6 chữ có. Tương tự vậy thì bạn sẽ ở chỗ nào mà bạn có thể chèn vào đây, thì số 1 cũng có nè, số 2, số 3, số 3 là gì, số 4 là gì, 4 là HTML, đây số 4 là một cái mã của cái trang kia, thì mình sẽ xóa bỏ cái này đi, xóa bỏ HTML. Rồi mình sẽ thêm cái văn bản vào chỗ area 4, thêm văn bản này. Rồi bạn sẽ lấy một cái kích thước là 900 nhân cho 128, mình đơn ngang 900 nhân 900 thì bự quá nhìn không đẹp, có thể là lấy 970 nhân 90 cũng được, quá nhỏ, 120 thì bé hả? Đây, bạn có thể lấy 728 nhân 90 cũng được, hoặc là 728 nhân 90 đi. Rồi, bạn sẽ trở lại quản trị website, bạn cũng qua văn bản nha. Mà dán vào và trực quan mới nổi lên hình đó. Rồi bạn sẽ lưu nó ở đâu, ở size 4 đúng không, sẽ chọn số 1. Ok, rồi lưu. Rồi tương tự như vậy bạn sẽ cập nhật lại. Tương tự như bên website thì bên blogger cũng tương tự như vậy, bạn sẽ vào cái bố cục, đó bạn xem trang blog trước đi. Thêm nó vào phần đầu này và thêm vào những cái phần sau này cũng được. Đó. Thì cũng tương tự như vậy. Bạn sẽ lấy một cái kích thước là 250 x 250 đi. Đó. Bạn sẽ qua đây. Bạn có thể là cộng thêm đi. Sẽ chọn là HTML. Rồi mình sẽ dán vào đây. Rồi sẽ lưu lại. Đó, mình sẽ qua thang nguyễn.us. Đó,
các bạn. Rim tăng căng này nó chưa, rất là đơn giản. Đó, thế là mình đã hướng dẫn các bạn nghe cách để dán banner lên website và blog. Đây, xem cái giao diện này lại. Sẽ chọn cái nãy là nhiêu ta, A4 hả? Đó, nhìn thấy đúng. Để mình quên nó chọn lại. Rồi, sẽ lưu lại. Rồi, mình sẽ load lại website. Bấm F9 là được, hoặc là bấm vào của em ta là được. Rồi mình xóa cái xe ba lúc nãy đây. Bảng số 1 là gì đây? Thì cái blog thì nó có hạn chế thôi, nhưng nó không bằng website được. Thì bạn muốn hiệu quả hơn thì hãy làm một website. Nói chung chi phí một tháng khoảng 80-90 ngàn thôi, thuê một phát tin, mua một tên miền cũng rất là rẻ. Thì cái website này thì bình quân mỗi tháng mình đóng là khoảng 3,74 đô một tháng, là cái tiền chưa hấp tin đó. Còn tên miền hàng năm mình mua 300 ngàn. Vô mạng mình hơi nát, chạy cũng hơi chậm ha. Đâu mình xem lại giao diện ơi. Đây. 1, 2, 3, đây. Win tăng căng hoa bảo nè. Đó. Đầu tư lợi nhuận 4.0. Đó, rất là đẹp mà. Đó, thầy chọn 928 đẹp hơn cái này. 728 thì nó ngắn thôi. Đó. Vâng, cảm ơn các bạn thời gian qua đã xem và ủng hộ kênh Thân Nguyễn. Để tới ngày hôm nay mình cũng đi được nửa chặng đường thành công. Nếu bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất của mình. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.